Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị và kiểu mà em rất thích câu hỏi của chị luôn. Đây câu hỏi của chị sẽ là một cái câu hỏi này em có thể giải đáp những cái thắc mắc của mọi người xung quanh em xưa giờ. Đó chính là mọi người biết là em trên Thâm Đỏ đang bị drama rất là nhiều cái người ta chửi bới la la la. Nhưng mà các bạn không bao giờ các bạn nhìn thấy đó là kiểu như là phong cách ăn mặc riêng của em và sở thích của em. Các bạn bị nhầm giữa là tính cách và nhân cách. Nhân cách của em vẫn tử tế mọi người, nhân cách của em vẫn hòa hợp trang hòa vui vẻ mọi người. Nhưng mà cái tính cách của em thì nó thích nổi loạn, nó thích mặc lố, nó thích nhưng mà mọi người thấy đố, nhưng mà em thì em thấy đó là sự sáng tạo. Thì mỗi lần đi một sự kiện gì đó em phải mặc đồ, nó phải hợp với cái tâm sự kiện, cái đêm sự kiện. Và đó là một sự em thể hiện sự tôn trọng ba tổ chức sự kiện và tôn trọng mọi người. Và thêm một chuyện là có thể làm truyền thông cho sự kiện. Và mình đó làm chuyện phạm pháp do mình sợ, mình đó làm chuyện trái lương tâm hay là trái đạo đức do mình sợ. Mình chỉ việc mặc những thứ mình thích thôi, đó là sở thích cá nhân của em. Và em mong là mọi người sẽ hiểu hơn về em không, chứ em đó làm gì bậy bạ luôn. Mình coi mấy cái post của em á, toàn mấy cái post là mặc lố hoặc đỏ thì...